Ngay từ thời xa xưa, con người đã ý thức được vai trò sức mạnh của ngựa trong các cuộc chiến. Ngựa đã trở thành một người bạn thân thiết không thể tách rời của các chiến sĩ nơi xa trường. Những chú ngựa chiến dũng mãnh uy vũ đã giúp cho chủ nhân của mình xông pha trận mạc, tạ xung hữu đột, làm nên những chiến công hiển hách, lưu danh thiên cổ. Dưới đây là 6 chú chiến mã huyền thoại gắn liền với tên tuổi của những danh tướng lẫy lừng trong lịch sử nhân loại. 1. Ngựa xích thố. Trong số những con ngựa nổi tiếng trong lịch sử, đầu tiên mà chúng ta không thể không nhắc tới đó là ngựa xích thố thời Tam Quốc. Sử sách ghi lại rằng chú ngựa này dài 1 trượng, cao 8 thước, màu đỏ rực như lửa, tuyệt không có một sợi lông tạp, ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối dễ dàng, tiếng hí như sấm rền khiến muôn thú phải kinh hồn bạt vía. Cổ nhân có câu, chim khôn chọn cây mà đậu, quả không sai. Ngựa xích thố từng qua tay rất nhiều chủ, nhưng để phát huy được sự dũng mãnh phi thường của xích thố thì người ta không thể không nhắc đến dũng tướng Lã Bố. Chủ nhân đầu tiên của xích thố là Đổng Trác, tướng nhà Đông Hán. Sự tàn bạo vô dũng của Đổng Trác đã làm mất đi khí chất kiêu hùng của xích thố. Đến khi Đổng Trác đem xích thố tặng cho Lã Bố, nó dường như đã nhận ra đây mới chính là chủ nhân thật sự của mình, mà tung bó lên trời hí vang, rung chuyển một vùng. Ngựa xích thố đã cùng Lã Bố chinh chiến khắp nơi. Trên chiến trường, Lã Bố cưỡi ngựa xích thố như một mãnh hổ, tạ xung hữu đột, vạn người không địch nổi. Sau này, khi Lã Bố mất, ngựa xích thố theo một số người chủ mới như Tào Tháo, Quan Vũ, nhưng không một ai phát huy hết uy lực của xích thố. 2. Ngựa tuyệt ảnh. Ngựa tuyệt ảnh là ngựa yêu của Tào Tháo. Tuyệt ảnh có nghĩa là phi rất nhanh, đến cái bóng cũng không thể đuổi kịp. Tương truyền rằng, khi Tào Tháo tấn công Trương Tú, Trương Tú dâng thành đầu hàng Tào Tháo. Trương Tú là cháu gọi phiêu kỵ tướng quân Trương Tế bằng chú. Sau khi Đổng Trác bị giết năm 192, Trương Tế cùng các tướng khác của Đổng Trác mang quân đánh vào Tràng An, thao túng triều đình như Đổng Trác trước đây. Tuy nhiên, Tào Tháo không ngờ lại bị trúng kế của kẻ thù, bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp, suýt nữa thì bị mất mạng. May có ngựa tuyệt ảnh mới thoát được ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn, ngựa tuyệt ảnh bị trúng 3 mũi tên trên mình mà vẫn cất bó phi nước đại, sau đó bị trúng 1 mũi tên vào mắt mới gục ngã. Trong trận chiến này, tuyệt ảnh đã hoàn tất sứ mạng của mình, cứu chủ thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc. 3. Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử. Tương truyền rằng, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử toàn thân lông trắng như tuyết, tương truyền một ngày có thể đi hàng nghìn dặm. Ngay từ khi mới sinh ra, phía dưới cổ đã có một hàng lông dày, trông giống như sư tử. Tính khí nóng nảy, sau này lớn lên, tính khí bớt nóng nảy hơn. Buổi tối con ngựa này còn phát ra ánh sáng trắng bạc, vì vậy mới có tên là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử. Chú ngựa chiến dũng mãnh trên là của danh tướng Triệu Vân, sống vào khoảng thế kỷ thứ 2. Truyền thuyết kể rằng, Triệu Vân xuất quân đi đánh trận đều cưỡi Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, một mình một ngựa đánh đông diệt bắc, uy dũng vô cùng. Có lần Triệu Vân cùng ngựa bị rơi xuống hố bẫy sẵn của quân địch, tưởng chừng không thể thoát thân, nhưng sức ngựa rất lớn, cuối cùng cũng nhảy được lên trên miệng hố, cứu chủ nhân thoát chết. 4. Hô Vân Đạp Tuyết. Còn có tên là Vương Truy Mã, sống ở thế kỷ thứ 2, toàn thân màu đen nhưng bốn vó màu trắng. Đây là ngựa của Trương Phi, người anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Quan Công, được coi là anh hùng tuấn mã. Ngựa của Trương Phi có tên rất ý nghĩa, Vương Truy Mã, có nghĩa là con ngựa đi theo hầu hạ đại vương. Tương truyền, Trương Phi và Ô Vân Đạp Tuyết đều đen như nhau. Trương Phi quý chú ngựa này như con đẻ, thường xuyên tự tay tắm rửa cho ngựa quý. Quan Công từng nói, người tôi nặng lè, ngựa không vác nổi nên thường hay gầy, chính vì vậy mà tôi không thể cưỡi ngựa bình thường được. Trương Phi cũng như vậy, ngựa bình thường thì không thể xứng với hào khí phi thường của Trương Phi được. 5. Chiến mã Marengo. Đây là chú ngựa chiến nổi tiếng nhất của hoàng đế Napoleon, vị danh tướng kiệt xuất của nhân loại. Ông đặt tên nó theo địa danh Marengo, nơi Napoleon giành chiến thắng vang dội năm 1800. Nó gắn bó cùng ông trong nhiều trận chiến nổi tiếng như trận Austerlitz, trận Jena Austerlitz, trận Wagram và trận Waterloo. Trận chiến khép lại sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của vị hoàng đế người Pháp. Con ngựa bị thương 8 lần trong những 5 tháng ra trận cùng Napoleon. 6. Chiến mã Song Vĩ Hồng. Trong những chiến mã của Đại Việt,
nổi tiếng nhất có Quan Song Mỹ Hồng của danh tướng Lý Thường Kiệt, vị tướng huyền thoại, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Song Mỹ Hồng là chiến mã có bộ lông hồng với đuôi dài có hai màu, hồng một bên và trắng một bên. Khi nó cất vó phi, trông như con thần mã có hai đuôi nên được gọi là Song Mỹ Hồng, nghĩa là ngựa hồng hai đuôi. Song Mỹ Hồng là chú ngựa chiến cùng Lý Thường Kiệt bình chiêm phá Tống, tạ xung hữu đột, xông pha trận mạc như chỗ không người. Năm 70 tuổi, Lý Thường Kiệt còn cầm quân đi đánh Chiêm Thành, bắt sống vua Chiêm. Năm 85 tuổi, còn đi dẹp loạn làm nên những chiến công hiển hách, trong đó không thể không nói đến công lao to lớn của chú chiến mã Song Mỹ Hồng.